Ừ. Anh ấy nói My mới được chọn làm đại diện của trường tham gia cái đề tài khoa học quốc tế đúng không? Vâng ạ. Cố gắng lên nhá. Dạ. Mà Toàn này, xem nào mà học hỏi đi. Dạo này học hành hơi kém đấy. À, vâng, anh yên tâm ạ. Chỉ là một chút thành tích nhỏ nhỏ thôi mà. Chẳng qua là Toàn nó không thích học thôi, chứ nó nổi tiếng là học giỏi từ nhỏ mà. Ừ. Vậy thì cố gắng lên. Sau này ấy, giúp đỡ anh chị ở trên công ty nhá. Dạ vâng. Anh ăn xong rồi, anh đi gặp đối tác đây. Lát nữa chở chị lên công ty nhá. Dạ vâng. Biết điều như thế là tốt đấy. Tôi nói cho cô biết, phận cô cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu nhà này thôi. Một khi anh họ cô không có ở nhà ấy, thì thân phận của cô chẳng khác gì là kẻ ở cả, hiểu không? Vâng ạ. Ăn nhanh đi Toàn, lát nữa chở chị lên công ty rồi đi học nhá. Ừ, nhắc mới nhớ ấy. Hôm nay em phải đóng tiền học ngoại ngữ ấy, chưa cho em tiền đi. Hôm qua vừa mới cho rồi mà, hôm nay lại đóng tiếp à? Hôm qua là học tiếng Trung, hôm nay là môn tiếng Anh. Bao nhiêu? 2,5 triệu. Được rồi, lát nữa chị đưa cho. Ăn đi, nhanh lên. Này, ăn xong ấy thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ vào. Còn nữa, tí nữa tháo hết cái rèm với cả chăn màn ra vệ sinh sạch sẽ nghe chưa? Dạ vâng, em biết rồi ạ. Anh yên tâm ạ, tí nữa em sẽ mang tiền trả anh ngay. Nếu anh không tin ấy, anh cứ chặt tay của em đi. Nhưng mà anh ơi, anh đừng đến nhà em nhé. Anh mà đến ấy, là em không lấy được tiền đâu. Vâng, chắc chắn ạ. Vâng. Toàn thế nhỉ? Làm sao được 80 triệu bây giờ nhỉ? Bây giờ mà xin bà Hạnh tiếp, bà ấy chửi mình chết. Mất mặt lắm. Không thể mất đôi tay này được. Thấy dạo này cô giáo nhắc nhở học hành lắm ấy nhá. Điều tua. Nói em ơi. Anh kiểm tra hộ anh xem trong này có đủ 100 triệu không. Anh vừa lấy hàng ở chỗ khách về, chưa xem đâu. Vâng, em biết rồi. Nếu mà đủ ấy thì chuẩn bị cho anh thêm 50 triệu nữa. Mai anh cần tiền mặt. Vâng. Em chào anh chị nhá. Em có chuẩn bị trong này 150 triệu cho anh rồi đấy. Ừ. Đi, anh đưa em đi làm rồi anh gặp đối tác sau. À, vâng. My này, My có chuyện gì buồn à? Kể cho Toàn nghe đi. Tôi không có chuyện gì cả. Toàn biết My cảm thấy áp lực khi sống ở đây đúng không? Mà công nhận ấy, bà Hạnh quá đáng thật đấy. Ai lại bắt em họ làm việc nhô xin bao giờ đâu. Chị là chị gái của anh đấy. Anh nói như thế không sợ chị buồn à? Đúng là chị gái Toàn thật. Nhưng nhìn My làm việc vất vả, Toàn thương lắm. Anh đừng có làm như thế.
Mi này. Thực ra Toàn đã thích Mi ngay từ lần đầu gặp Mi rồi. Chỉ cần Mi chiều Toàn thôi, nhất định Toàn sẽ không để việc này xảy ra nữa. Và Mi ấy cũng sẽ được đối xử tốt như Toàn. Anh đừng có nhắc đến mấy chuyện này nữa. Kìa Mi, ngoan nào. Mi. Còn đi quê mùa. Được thằng này để ý mà không biết điều à? Lại còn tưởng mình là cao sang hay làm sao hả? À? Chung quy lại mày cũng chỉ là một đứa ở nhờ thôi, không khác gì một con ô xin đâu nhá. Anh biết điều ấy, tí ta cho ít tiền, còn không thì em hai đứa có biết hai đứa làm như vậy là như thế nào khi đang còn đi học không? Còn mày, loại như mày thì làm sao xứng đáng với em trai tao chứ? Nó cứ thuộc vào người em ấy chị ạ. Anh nói cái gì đấy hả? Rõ ràng anh mới là người giở trò với tôi. Mất dạy. Em trai tao là thiếu gia, là vàng là bạc, chứ không phải để cho mấy cái loại bần hèn như mày dụ dỗ đâu, nghe chưa? Tao nói cho mày biết, ở đây mà không lên hồn ấy thì cuốn xéo khỏi nhà tao. Bực hết cả mình mà. Có chuyện gì thế này? Này, em bảo em chuẩn bị tiền cho anh, sao trong này không có một đồng nào? Hỏng hết cả kế hoạch của anh rồi. Em chuẩn bị tiền rồi mà, không có là sao? Mất hết cả mặt. Rõ ràng là em có chuẩn bị tiền trong này rồi. Sáng hôm nay em còn mang ra đặt ở bàn để nhớ đưa cho anh mà. Em xem đi, bây giờ trong này không có một đồng nào. Chuẩn bị tiền cho anh đi, anh đang cần việc gấp. À, vậy là em hiểu rồi. Có ăn cắp. Ăn cắp là ăn cắp thế nào? Toàn người ở trong nhà thì ăn cắp cái gì? Sáng nay chính nó là người đã dọn dẹp căn phòng này. Và hôm qua nó cũng nghe được chuyện anh nói với em, cho nên đã nảy lòng tham ấy mà. Em... Chị, em không có. Anh, em không có ăn cắp ạ. Tuy nó là em họ của anh, nhưng thấy số tiền lớn như vậy, nảy lòng tham cũng là chuyện đương nhiên mà. Còn nữa, sáng hôm nay nó là người đã ra khỏi nhà sớm nhất. Có thật vậy không? Em không có. Còn cố cãi được à? Đây, đây có phải là lý do mà cô ăn trộm tiền của tôi không? Trong này, mẹ cô đã biết rằng bố cô đâm phải người ta, phải đền một số tiền rất lớn. Mà nhà cô nghèo như vậy, lấy tiền đâu ra để đền cho họ chứ? Cho nên cô đã ăn cắp của tôi đúng không? Mi, anh chị đối xử với em như thế nào? Mà tại sao em lại làm như thế? Hả? Có chuyện như thế thì em cũng phải bảo anh chị một câu chứ. Sao lại giở cái thói ăn cắp? Chị, em không có. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Chị thật đáng sợ. Em có còn cố tình không nhận à? Nếu như mà anh chị không phát hiện ra ấy, thì em còn định làm gì nữa? Hả? Em không có ăn cắp. Anh không tin em thì thôi, em sẽ rời khỏi căn nhà này vậy. Cái con này, anh giúp đỡ nó như vậy mà nó đỡ làm như thế. Anh thấy giúp họ Hà như thế nào chưa? Em nói anh ngay từ đầu mà không chịu nghe. Thôi ngay đi. Chị cấm em có lần sau đi nhá. Cút. Nhà của chúng mày ấy đã thuộc về đại ca tao rồi. Chúng mày không trả nợ đúng hẹn trong giấy ghi nợ ấy thì chịu thôi. Anh không thể đuổi chúng tôi như thế được. Anh, tôi cũng đang cố làm việc để trả nợ mà. Ai, chúng mày cần cái gì? Hả? Công ty của bọn mày ấy đã bị thằng ép việc của các con này này bán đứng, phá sản rồi. Chúng mày còn cái gì ấy để tao phải tin là chúng mày có thể trả được nữa? Anh tin chúng tôi đi. Anh cho chúng tôi một thời gian nữa, chúng tôi sẽ trả nợ cho anh mà. Muốn lấy lại nhà ấy thì cốt tiền ra đây. Mà cái tiền chúng mày phải trả ấy gấp đôi cái tiền nó bán nhà. Cô thấy chưa? Thằng em trai của cô đấy, cô chiều nó quá, bây giờ nó sinh hư rồi. Em có biết là nó phản bội em như thế đâu.
Tuấn, mày nhớ tao ai không? Dạ, em nhớ chứ ạ. Nhớ à? Thế nợ nần định tính nào ấy? Em cũng đang định gán cái nhà để trả nợ anh, nhưng mà... Nhà? Hình như mày mất nhà đúng không? Anh cho em thêm thời gian đi, em sẽ trả nợ anh mà. Không lằng nhằng, bây giờ không chồng tiền ý, tao đưa mày ra chủ nợ xử lý. Anh ơi, em xin anh mà đưa vợ chồng em ra chủ nợ, chúng nó sẽ giết bọn em mất. Không nói nhiều, mày biết tính tao như nào ấy. Nói một là một, cứ như luật giang hồ mà xử lý. Anh ơi, em xin anh. Dừng lại. Em chào tổng giám đốc ạ. Giám đốc? Em là giám đốc á? Đúng vậy. Sau khi rời khỏi nhà anh chị, tôi đã được học bổng du học và trở về thành đạt như ngày hôm nay. Nhưng họ lại nghe lời cô như thế chứ? Chị My là người giúp đỡ đại ca tôi lúc gặp nạn, cho nên chị ý cũng là ân nhân của tôi. Tôi cũng vậy. Tôi nợ chị ý một lời cảm ơn. Chị cứ nói đi, nếu làm được cái gì, bọn em nhất định sẽ làm. My ơi, cứu anh chị với. Anh chị bị xếp nợ, họ còn đòi bắt chị với cả anh Tuấn giao cho chủ nợ nữa. Em cứu bọn chị với. Chị còn mở mồm ra cầu tôi cứu được à? Chị không nhớ ngày xưa chị đã đối xử với tôi như nào sao? Sao? Chị quên rồi à? Sao chị quên nhanh thế? Nếu mà chị đã quên rồi thì chắc tôi cũng không cần phải... Chính chị là người đã đổ thừa cho em ăn cắp. Còn nữa, Chị luôn coi em là người ở. Chị còn định bao che cho thằng em trai hư hỏng của chị, định hãm hiếp tôi nữa mà. Trời ơi, có chuyện này thật à? Hạnh, bây giờ tính thế nào? Thưa chị, bây giờ chị muốn em xử lý hai người này như nào ạ? Tôi vừa từ chỗ đại ca của các cậu về. Nợ của họ tôi đã trả hết. Còn căn nhà này, các cậu hãy để họ ở đây, coi như là cho họ một đường sống. Dạ vâng. Tôi chỉ cứu anh chị một lần này thôi, coi như là để trả ơn. Vì những ngày đầu tôi lên thành phố, anh đã cho tôi một nơi để ở. Còn em trai của chị, tôi đã cho người đi tìm cậu ấy và đưa cậu ấy vào trại cai nghiện. Mong sau khi thoát khỏi nghiện ngập, cậu ấy có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Anh cảm ơn em nhé. Tôi nói cho hai người biết này, ở đời ấy, đừng bao giờ coi thường những người nghèo khổ và chà đạp lên vinh dự nhân phẩm của họ. Vì cuộc sống ấy không biết ngày mai như thế nào đâu. Sống trên đời nên chừa cho nhau một lối đi để mai sau còn dễ gặp mặt. Và may cho hai người ấy là có chị My ở đây, nếu không thì hai người xong với tôi từ lâu rồi. Đi.